Với công suất hơn 300 mã lực, chiếc S3 mới được nâng cấp của Audi mang đến sự thiết thực và thú vị. Việc tạo ra một chiếc sedan hạng sang cấp nhập cảnh rất phức tạp. Việc tạo ra một chiếc sedan hạng sang hướng đến hiệu suất cấp thấp cũng phức tạp, nhưng thậm chí còn khó hơn. Bên cạnh việc cung cấp về thiết kế, công nghệ cũng như cách lái và khả năng vận hành, một chiếc xe như vậy phải thực sự thú vị khi lái, và việc trao cho nó một huy hiệu đáng thèm muốn có nghĩa là khách hàng sẽ mong đợi nhiều hơn nữa. Nhập Audi S3 2022. Sự kết hợp giữa ngoại hình mới sắc nét của A3 thông thường với hiệu suất của một chiếc hatchback nóng bỏng. Thật vậy, S3 mới đã đạt được điểm tuyệt vời, đó là mang lại hiệu suất tuyệt vời mà không vượt lên trên. Nó là gì? Dựa trên nền tảng MQB Evo, Audi S3 2022 được trang bị động cơ tăng áp 2.0 lít cho công suất 306 mã lực và mô men xoắn tăng 18 mã lực và mô men xoắn so với mẫu xe cũ. Mặc dù những con số đó thấp hơn một chút so với con số được sản xuất bởi Volkswagen Golf R, mà nó chia sẻ một nền tảng và động cơ, chúng đang ở ngay trong sân chơi bóng với đối thủ. Audi cho biết S3 có thời gian 0-60 tốt nhất trong phân khúc. Mặc dù chúng tôi sẽ xác nhận điều đó cuối cùng khi chúng tôi có cơ hội kiểm tra nó cho các con số bằng thiết bị thử nghiệm chính thức của chúng tôi trên sân nhà. Tuy nhiên, với nhiều người chơi trong phân khúc hơn bao giờ hết, Audi đã biến S3 trở thành sự lựa chọn hấp dẫn cho những ai muốn có hiệu suất trong một gói nhỏ mà không phải chi nhiều tiền. Chúng tôi hướng đến Denver và dãy núi Rocky tuyệt đẹp để lần đầu tiên lái chiếc Audi S3 2022 trên đất Mỹ. Và chúng tôi không thể tìm được nơi nào tốt hơn vì những con đường núi ngoằn ngoèo, dợp bóng cây dương lá vàng đã mang đến một khung cảnh hoàn hảo. Sau nửa ngày đầu tiên lái chiếc A3 thông thường, Audi S3 2022 đã chứng tỏ nó xứng đáng với huy hiệu của nó. Động cơ turbo 4 2.0 lít cảm thấy háo hức và vui vẻ khi phát ra tiếng kêu của mình mà không do dự. Khả năng cung cấp năng lượng rất mạnh, và mặc dù chúng tôi đã ghi nhận một chút độ trễ turbo, nhưng S3 cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tất cả các mẫu S3 đều đạt tiêu chuẩn với hệ dẫn động 4 bánh quattro của Audi và hộp số ly hợp kép 7 cấp, được điều chỉnh để phản ứng nhanh hơn và mang lại cảm giác thể thao hơn so với A3. Bên cạnh hiệu suất tốt, S3 còn thấp hơn 0.6 inch so với A3, giúp bạn có một chuyến đi thể thao hơn. Với chế độ năng động được kích hoạt, trọng lượng tay lái rõ ràng hơn, hộp số giữ các bánh răng lâu hơn và toàn bộ trải nghiệm trở nên năng động hơn. Audi ước tính S3 mới sẽ đạt tốc độ 60 dặm một giờ từ trạng thái dừng trong 4.5 giây, và dựa trên kinh nghiệm của chúng tôi, con số đó là hợp lý. S3 của chúng tôi được trang bị hệ thống treo thích ứng với điều khiển van điều tiết, giống như tên gọi của nó, tự điều chỉnh theo điều kiện đường xá và hành vi lái xe. Lưu lượng dầu đến bộ giảm chấn thay đổi tùy thuộc vào chế độ truyền động đã chọn, và hệ thống dẫn động tất cả các bánh làm việc với hệ thống kiểm soát độ ổn định để nới lỏng nhằm mang lại hiệu suất tốt. Không giống như A3 mới, Audi S3 2022 loại bỏ hệ thống hybrid nhẹ để mang lại hiệu suất tốt hơn. Audi cho biết S3 trả về 23.32/27 mpg cho thành phố, đường cao tốc kết hợp thấp hơn so với A3. Nhưng S3 đi kèm với công suất bổ sung 105 mã lực và mô men xoắn. Buồng lái mặc dù có một số khác biệt bên ngoài giữa A3 và S3, nhưng mọi thứ hầu như giống nhau bên trong. Sự khác biệt lớn nhất là ghế thể thao được khâu kim cương, trông đẹp hơn và cung cấp thêm độ chắc chắn cho hai bên. Những người quan sát tinh mắt sẽ nhận thấy điểm nhấn màu đỏ xung quanh nút khởi động và phù hiệu S trên khắp cabin, sau đó xuất hiện trên vô lăng và lưng ghế. Cũng giống như A3,
Tất cả các mẫu Audi S3 2022 đều có màn hình cảm ứng 10,1 inch với hệ thống thông tin giải trí mới nhất bao gồm Apple CarPlay không dây và Android Auto. Điều hướng Google Maps và buồng lái ảo của Audi là một phần của gói công nghệ trị giá $2,250. Đối với những chiếc xe hạng sang cấp thấp, S3 không chỉ mang lại hiệu suất mà còn về công nghệ, thiết kế và chất lượng. Giống như A3, S3 không có cảm giác rẻ tiền hoặc thấp cấp. Đó là một chiếc sedan định hướng hiệu suất nhỏ mang lại nhiều điều với Audi S3. Chia sẻ hữu ích nhé!